can stop me. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm về biểu tượng lư bố, học theo phong cách của đấu giải bên quân bài này các bạn anh em. Nghĩa là chơi lư bố cầm trừng trị anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cái lối chơi này cho anh em để anh em có thể áp dụng nhá. Lối chơi người ta đem vào đấu giải và bên này Long An chắc chắn là một lối chơi hay rồi. Anh em thử áp dụng, nếu mà hay thì có thể áp dụng để leo danh rất là tốt. Ok, đầu tiên là phần trang bị cho lư bố. Mình sẽ lên lại phân tích lại cho anh em. Lấy cảm hứng từ việc là đồ đi rừng đầu tiên, đó chính là kiếm truy hồn, giúp lư bố có thêm tốc độ đánh, hút máu rồi khả năng farm tốt hơn ở giai đoạn đầu game. Cộng với cái bảng bổ trợ trừng trị sẽ có là tê tái sẽ làm chậm tướng địch để giúp được bố truy sát tốt hơn. Đồ tốc chạy thì có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là team bạn không có những vị tướng khống chế cứng như kiểu là Gindu hay là Esther thì anh em sẽ lên giày hậu vệ. Còn nếu mà team bạn có Gindu và Esther thì anh em sẽ lên giày kiên cường. Đó. Tiếp theo đồ công thì mình sẽ lên full giảm hồi chiêu bằng món đồ thương long Linus. Tiếp tục, đồ thủ tăng khả năng khống chế và thêm sát thương cho nữ bố bằng cái nội tại sức mạnh nguyên tố của áo choàng bằng giá. Sau đó lên một đồ thủ kháng phép, ba đôi cuối cùng. Đồ cuối cùng mình sẽ lên giáp hộ mệnh, ok. Đây là trang bị rất nhanh và rất nhanh nữ bố sẽ full đồ với trang bị này. Chính vì vậy tầm ở đầu game và giữa game nữ bố rất là mạnh. Tầm phút thứ 8 trở đi, nếu mà anh em farm đồ chuẩn ấy, ôm lên farm. Cái cách lên đồ này là anh em phải ôm lên farm và đẩy thẳng trụ team bạn nhá. Đó là cách lên đồ và cách chơi được bố theo phong cách như thế này. Được bố lúc nào cũng nhiều vàng nhất nhá. Rồi. Sao mà ngọc cho lư bố? Ngọc cho lư bố thì ở link bạn Khang thì mình sẽ dùng bằng ngọc Maria Ozawa. Mình sẽ nói qua nhanh này. Ngọc đỏ thì công vật lý 3,2. Ngọc tím là 60 máu tối đa và 0,5 tỷ lệ chí mạng. Ngọc lục là công vật lý 0,9 và xuyên giáp 6,4. Vậy sau khi đó, sau khi hoàn thành em Arium Maria Ozawa và tên thì nói chung là tên tiếng Nhật mình cũng không biết gì đâu. Thuộc tính chung thì là sẽ là công vật lý 41, máu tối đa 600, tỷ lệ chí mạng 500, rất là đều nha. Xuyên giáp 64. Nếu các bạn không có điều kiện ép ngọc cấp 3 thì hãy sử dụng bảng ngọc cấp 2, đơn giản, hiệu quả, giá rẻ, bất ngờ. Thì ngọc đỏ anh em sẽ ngọc công vật lý 1,5 và máu tối đa 13,5. Ngọc tím thì anh em sẽ ép ngọc công vật lý 0,6 và máu tối đa 36. Ngọc lục các bạn sẽ ép ngọc công vật lý 10... máu tối đa 13,5 và xuyên giáp 3,8 nhá. Đó là ngọc cấp 2. Nói chung là ngọc cấp 2 thì yếu hơn ngọc cấp 3 rất là nhiều. Và các bạn nên để dành vàng để mua ngọc trước nếu muốn chơi tốt nhá. Sau đó thì các bạn mới mua tướng. Sang lại phần trận đấu anh em. Anh em hãy ăn nhanh cái con chim cú này cho mình nhá. Nếu anh em cầm trứng trị, anh em sẽ có lợi thế hơn top team bạn rất nhiều. Top team bạn không thể tranh được anh em với con này. Anh em hãy ăn nó thật là sớm để soi map. Rồi ok. Có trừng trị mà làm sao mà tranh được. Của Ngộ Không tranh mình. Ngộ Không là ôm trụ vào này à. Ngộ Không chắc chắn là ôm trụ này. Gặp được bố là Ngộ Không chắc chắn là ôm trụ này. Và mình không để ý luôn. Mình sẽ đi farm. Và anh em sẽ cái con chim đầu tiên sẽ soi xem là dừng team bạn như thế nào nhá. Sẽ giúp team rất là nhiều. Chắc chắn là không có rừng team bạn ở đây rồi. Đừng đi ra ăn bồ xanh trước. Mình sẽ ăn luôn được cái con lính rừng này. Làm sao mà tranh được mình. Đấy, lên sớm lên rừng ơi. Anh em chú ý nhá. Tầm 1 phút 15, 1 phút 20 thì rừng team bạn sẽ 1 phút 20, rừng team bạn sẽ di chuyển ra vị trí con quái đấy. Nếu mà quá đến cái thời gian đấy anh em không nên di chuyển ra nhá. Hết sức chú ý. Anh em di chuyển ra thì rất là nguy hiểm. Ô làm gì đấy? Yếu mạng thành công à? Ấy thôi, đứng cứng ạ. Ấy giật lại nhanh thế. Thanh niên có nỗi không hề nhẹ. Vừa đấy mình xíu chết rồi anh em ạ. Mình bị thả thính. Tự nhiên thanh niên đứng im ra, thôi. Không ngờ mình dễ dính thính như vậy. Nếu mà dính thính gái thả thính thì chắc là mình toi mạng rồi.
Ok, nên là 4 rồi thì lại tiếp tục mà quẩy thôi. Hồi máu đầy bằng chiêu cuối nhá. Ngộ không làm gì bạn ơi? Ấy, đập đầu vào tường rồi, không được. Thôi cứ ôm trụ đi, ôm trụ đi, ôm trụ đi. Mình farm là mình farm mình thì mình hack vàng. Nói chung là sẽ làm cho rừng tim bạn thọt nhá. Nếu mà mình cướp được con bùa đỏ thì càng tốt. Nhưng mà trận này sẽ không cướp được bùa đỏ. Rồi, anh Nhiên định làm gì vậy? Nhân tiện di chuyển ra bắt Van Helsing. Van Helsing di chuyển cao nha. Chạy hộ. Ở đánh như bố thì sau khi dùng một kỹ năng bất kỳ thì anh em phải chú ý là phải đánh thường một phát. Và đặc biệt thì sang phiên bản đấu trường danh vọng này thì nữ bố có khả năng nhảy qua tường nha. Ngộ không làm gì vậy trời? Chạy, chạy đi đâu? À, thanh niên chạy khôn đấy. Rồi ok. Ngộ không nó đánh khá cẩn thận, ôm trụ thì mình cũng chẳng làm gì được Ngộ không đâu. Mình thì không chơi áp sát trụ để đẩy trụ được. Ok. Thôi thì sẽ farm, tập trung farm anh em. Ok, thế này thì là mình là minh họa cái lối đánh là ôm đường. Anh em chú ý nhá, lối đánh ôm đường. Mình có cái con mình ăn được cái con chim ấy có lợi thế rất nhiều. Có thể soi map toàn khu vực rừng ở phía trên của team bạn. Và nếu mà hở ra cái bùa đỏ là anh em phải ăn luôn nhá. Hở ra bùa đỏ của rừng team bạn là anh em phải ăn luôn. Sẽ làm rừng team bạn rất là thọt. Mất bùa mà anh em ạ, à, mất bùa thì chắc chắn là thọt rồi. Lại còn tốn thời gian di chuyển lên chứ. Hay quá, anh em thì mình đánh rất tốt. Alice, Alice đi đoam hỗ trợ. À không đi đoam mà, Alice ôm bot à. Rồi. Ngộ không là nó chạy rất là xa. Dí mình dí không thể cho farm được, không cho farm, không cho farm, cân hết. Này thì chạy này, bật chiêu cuối lên thì cân hết. À múa à, múa, múa này, múa này, múa này. Van thêm này ấy cho mình thêm hai mạng chứ. Có mỗi một mạng thế này rồi, farm sạch sẽ rừng cho rừng tìm bạn thọt luôn. Đó là lối đánh nữ bố ôm top nha anh em. Còn lượng vàng do là lâu đi em thì mình xanh quá. Ăn nhiều mạng quá nên là hơn mình chút xíu vàng thôi, nhưng mà chốc xíu nữa thì lượng vàng của mình sẽ hơn lâu đi em nhá. Chủ yếu là mình kiểm soát cái con này này, cái con chim này khi cầm bảng hỗ trợ là chứng trị nhá. Hoàn toàn là con chim là thuộc về mình. Bởi vì mình soái ca nữ bố mà. Làm cái gì vậy bạn ơi? Làm cái gì vậy bạn ơi? Làm cái gì vậy bạn ơi? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ấy. Thôi. Nói chung là team bạn ôm trụ toàn tập thôi. Không có cửa đánh nữ bố. Ấy thôi 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 thôi. Ôi, phục kích, phục kích, phục kích xong rồi. Ngu người. Rồi, pha di chuyển khá lỗi của mình. Không ngờ là bị phục kích. À, nghi nghi rồi, thấy trên bản đồ chẳng có ai nghi nghi rồi mà vẫn đâm đầu vào, đúng là ngáo thật. Mà không sao, anh em có thể thấy là ở đánh bốn này mặc dù mạng có thể bị chết một hai mạng không sao, bởi vì mình farm quá nhiều vàng rồi. Ở trận này được cái team bạn chơi chiến thuật là ôm trụ nhá. Ôm trụ rồi gank liên tục, chúng mình chưa được gank phát nào đâu. Team bạn được gank 2 lần rồi. Bạn hình đẩy trụ nhanh thật đấy. Rồi. Nói chung là với cách chơi này mình sẽ farm sạch rừng team bạn luôn. Dừng team bạn và farm bị farm này thì chắc chắn là thọt rồi.
mà dừng thọt thì sẽ bị team bạn chửi. Thế thôi, đơn giản vậy. Mà team bạn chửi thì chửi dừng thì dừng lại ức chế khó chịu và đánh không tốt. Quá logic phải không anh em? Ở đây là đòn tâm lý nha. Người đàn ông sử dụng đòn tâm lý nha. Mình chưa thèm đẩy trụ mà team bạn đã đẩy trụ của mình. Đùa thật là bướng quá đi mà. Nếu chơi chiến thuật này mình thích đẩy trụ thì đẩy rất dễ dàng rồi. Nhà trong cũng không team bạn farm mà không chạy hết lên này đến bên kia. Đồ ăn cửi cái xe fit rồi một đống lên ganh mình, sợ thật. Không ngờ này ghê gớm vậy trời. Vào đây bạn ơi. Vào đây. Rồi. Hết bay về chưa? Hết bay về chưa? Nghịch dại này, nghịch dại. Bạn à Murat thì bạn đánh có vẻ là không được cứng tay cho lắm. Nói chung là nghịch dại. Chơi bài nghịch dại với nước bố à. Vừa mất trụ một vân người đó anh em có thể thấy, mặc dù lao đeo rất nhiều mạng nhưng mà không thể nhiều vàng bằng mình được. Đó là cách farm lúc nào anh em nhất vàng nhá. Rồi cứng à, bật chiêu cuối nên thì cân hết cả bản đồ. Đồ đùa thôi anh em ơi. Mình vàng nhiều hơn thì mạng rất nhiều mà. Combo lữ bố thì nó hết sức đơn giản thôi. Vào giáp tranh cái thì em kích hoạt chiêu cuối, nhảy lên chiêu 1 đánh thường, phi chiêu 2 làm chậm đánh thường, phi chiêu 1 đánh thường, phi chiêu 1 đánh thường. Chú ý là phi chiêu 1 phải hất tung được tướng địch nhá. Phát phi thứ 3 phải hất tung tướng địch. Ván thì bạn cầm chứng trị đến farm rất là tốt. Farm sạch rừng luôn, làm rừng thọt. Cả lữ bố mình cầm lữ bố farm rừng tìm bạn rồi, còn ván hên farm rừng tìm bạn nữa. Thành ra là rừng tìm bạn thọt và bị chửi. Ngu người, khổ thân thanh niên. Đó các bạn đi rừng rất là khổ. Chẳng nào bị thọt cái là bị chửi ngay. Lại còn gặp một thằng nữ bố nó thâm nho, nó farm sạch rừng thế này. Thấy gì mà farm nữa. Rồi. Mà chiêu cuối và quẩy hết cả team. Thanh niên Văn Hên tưởng đứng đằng sau trụ mà chạy à. Có áo choàng băng giá rồi thì rất là lợi hại anh em. Ấy, cứng thật đấy. Ấy, thôi. Vào đây bạn ơi. Mình phải sợ bạn à. Bật chiều cuối lên anh cân hết. Ok, sẽ ăn game trận đấu đây. À, ngủ không cứng à. Cứng à. Rồi ok. Video clip mình hướng dẫn anh em một cái lối chơi nữ bố theo phong cách là cầm bảng chứng chỉ đến hết rồi. Xin chào các bạn nhá. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.